tìm thấy tài liệu mật thời chiến tranh dơ bẩn của Argentina tên từ Buenos Aires. Giới chức Bộ Quốc phòng Argentina đã tìm thấy 1.500 hồ sơ mật tại Bộ Chỉ huy Không quân ở Buenos Aires. Nhiều hồ sơ thiết lập năm 1983 là khi thành phần tả phái chống chế độ quân phiệt bị mất tích trong chiến dịch đàn áp được gọi là chiến tranh dơ bẩn. Trong số hồ sơ mới khám phá, có hồ sơ về những nghệ sĩ tên tuổi như Mercedes Sosa, Hector Anterio, Osvaldo Bayer, Norman Prisky, Julio Cortázar. Các nhóm nhân quyền cho biết khoảng 30.000 người đã mất tích trong thời gian chế độ độc tài quân phiệt bắt đầu từ tháng 3 năm 1976 khi tướng Jorge Rafael Videla, đảo chánh tổng thống Isabel Martinez de Perón, là quả phụ của cố tổng thống Juan Domingo Perón. Tài liệu được khám phá tập trung vào phương cách hướng dẫn dư luận quần chúng, thảo luận về phương cách để đối phó với báo chí về việc những người chống đối bị mất tích. Ông Videla là tổng thống đầu tiên của chế độ quân phiệt, vừa mới qua đời trong năm nay, trong lúc đang chấp hành bản án 50 năm tù vì tội ác vi phạm nhân quyền.